Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Câu chuyện hôm nay là một cái câu chuyện mà Tân nghĩ rằng là có rất nhiều bạn hỏi, và đây là câu trả lời một phần nào thôi ha. Thì câu chuyện hôm nay nó dựa trên những cái câu hỏi mà tại sao ma quỷ hung dữ đã đành mà một số thần thánh người ta lại vô cùng dữ hơn nữa. Thì may mắn là hôm nay bác cũng gửi về câu chuyện nó phù hợp với lại cái câu hỏi đó. Với lại ngày hôm nay là trời mưa gió quá, cho nên là bạn nghe tiếng sấm không? Cho nên là mũi Tân nó bị dị ứng thời tiết á, nó sụp xịt. Thì Tân sử dụng khăn Tân chấm, các bạn thông cảm giúp cho Tân nha. Thì câu chuyện này nó là một câu chuyện thời xưa. Câu chuyện này lúc mà bác còn trẻ, bác cùng với thầy Ba Minh đi trừ ma diệt quỷ, đi làm pháp sự. Thì lúc này cái vùng đó là nó có những cái con người, họ là người Hoa, nhưng mà họ thuộc về một cái chủng tộc khác. Họ là những người di cư từ rất là lâu rồi, trước khi cả người Hán ta đi. Thì họ di cư theo những người Hoa khác đi làm ăn chứ không phải là đi chạy giặc. Thì họ định cư ở cái vùng đó, họ hiểu nhiều cái văn hóa của các cái vùng ở miền Tây lắm. Thì lúc này là họ xây dựng, họ làm ăn, họ rất là khấm khá đó. Thì họ phải xây lên một cái công cái nhà, xây lên cái biệt phủ. Thì cái biệt phủ này có một điều đặc biệt là ở trong biệt phủ á, thì không thiếu gì hết. Nó là một cái nhà biệt phủ rất là khá. Nhưng mà ở cổng sau lại có một cái vị tướng, vị thần. Họ đúc thành tượng đá nhưng mà lại để ở đằng cổng sau nhà. Thì rất nhiều người ta khó hiểu là tại sao lại có một cái vị thần, vị tướng thờ mà không để trong miếu. Thí dụ như mình là người dân tộc nào, mình thờ vị thần, vị tướng nào, thì mình làm cái miếu cho người ta tới thờ. Nhưng mà những người trong cái tộc người này hễ làm ăn mà khấm khá, hay là dù cho làm ăn mà nó trung bình, nó không khá nữa, thì đằng sau nhà đều có hình vị tướng này. Thì thật sự ra thầy Ba Minh và bác thời đó cũng không hiểu tại sao. Tại vì văn hóa mỗi quốc gia nó khác nhau, mỗi tộc người, chủng tộc người nó rất là nhiều. Không phải một cái người thầy Pháp là hiểu hết được tất cả mọi thứ. Không thể có. Ví dụ mình theo đạo này, mình hiểu đạo này thôi, hiểu đạo người ta, mình đâu có nghiên cứu đâu mà mình hiểu tới. Thì lúc đó là họ thờ vậy các bạn. Họ thờ không làm miếu, mà họ để sau cửa nhà một cái tượng. Thì cái nhà mà biệt phủ đó là cái nhà có cái tượng bự nhất, là giống y chang người thật mà cao hơn người thật nữa. Thì ngày nào họ cũng ra họ cúng khoai với lại trái cây hoa quả, nhưng mà khoai thì cúng nhiều nhất. Thì mọi chuyện nó đang yên bình vậy đó. Thì thầy Ba Minh đi làm pháp sự thì cũng cúng kiến ở vùng đó thôi. Thì một ngày nọ có cái thằng gọi là thằng du đảng, bắt dùng từ là du đảng lang thang, nó tới đó nó sống ngay dưới cái tượng. Các bạn biết du đảng là thường nói về những cái người mà họ rất là gàn dở, họ phải là người có ăn có học, họ gàn dở lắm. Họ đụng chạm đến họ là họ hù dọa rồi hắm đánh, tại đường cùng mà đâu có gì để bức đâu hay hăm dọa người khác. Thì hồi xưa người ta thấy những người vậy người ta cũng ngán lắm, người ta cũng không dám đụng tới. Tại vì thứ nhất là không có gì trong tay hết, lỡ đụng nó mà nó giết mình là sao, đâu có sợ gì đâu. Thì một ngày nọ cái người đó mới bốc cái đồ ăn ở dưới chân của ông thần nó ăn. Bốc đồ ăn ở dưới chân ông thần nó ăn. Thì khi mà bốc ăn vậy được nhiều lần thì bắt đầu là thấy không ai đụng đến mình, mà ăn uống thì phủ phê đó, bắt đầu sanh ra cà chớn. Thường là vậy, ta dùng từ du đảng là nói những cái người mà không có biết điều, gàn dở, sống lang bạc kỳ hồ, rài đây mai đó. Cho nên là được voi đòi tiên, đó là đứng ở ăn xong rồi thay vì biết điều không. Thì người nhà ta vừa luộc khoai mang ra, ta chưa cúng hết nén nhang là nhảy vô ăn. Thì người nhà của người ta nhiều lần cũng nói, thì cái thằng la thằng mà du đảng này nè, nó phải cầm khoai nó chọi lại gia đình người ta.
thì đâu đó là cũng phải mấy tuần lễ, mấy tuần lễ vậy, mấy tháng, 2 tháng. Thì lúc này là nó không có tin vô cái tượng này là một vị thần. Tại thứ nhất là không có miếu, thứ hai là thắp nhang mạnh nhà ai nấy thắp, không có ai mà thấy linh mà tới thắp hết. Thứ ba là nếu mà thần nó ăn phải quở nó chứ, thấy không? Vì cái miếu khác ghê lắm, còn miếu này thấy bình thường, tượng thần này bình thường quá, không có gì hết. Vì là nó làm cho những cái người trong vùng đó, người ta chướng tay gai mắt. Thì một ngày nọ có những người người ta phản đối, người ta lấy nước dơ, người ta tạt vô người đó, người ta chửi nó, người ta nói nó là cái thứ này thứ kia, nó tức lên, nó nổi cơn điên lên, gàn dở mà. Thì nó chạy vô một cái xưởng rèn, nó cầm một cái cây búa, nó tới đập nát đầu cái tượng. Xong nó cười, đó, đập nát đầu nó cười. Thì lúc này nó gây ra một sự phẫn nộ rất lớn trong lòng những người dân ở đó. Tại người ta dẫu cho người ta không biết cái tượng đó là cái gì, nhưng mà người ta thấy những người Hoa ở đây thờ thì người ta cũng gọi là cung kính. Bạn biết là sống với nhau đó là không có phân biệt tôn giáo. Đó, người miền Tây người ta rất là chất phác. Đó, mặc dù không biết mấy người thờ gì, mà mấy người này sống tốt, giúp đỡ cho cái vùng đó phát triển, thì người ta cũng rất là cung kính những cái mà người Hoa ta thờ. Mà cái thằng này nó làm một cái chuyện quá đáng rồi. Thì lúc này cả làng xúm lại dí nó. Dí nó đập. Nó đánh nó. Thì nó bỏ nó chạy bạn. Nó bỏ nó chạy. Nhưng mà trời xui đất khiến sao nó chạy qua một cái cầu khỉ nó bị gãy. Bị gãy. Mà cái gãy đây cái cầu nó chổi một cái phần mũi nhọn lên. Thì nó đâm đi một cái mũi nhọn vô cái yết hầu của thằng Du Đảng đó. Và nó chết trong tình trạng rất là ớn. Mà cái cảnh đó mà thầy Ba Minh là sư phụ của bác ngày xưa đó mới nói một câu rằng là thế này là thế người chết treo. À, người chết treo trong chiến trận có nghĩa là những người mà bị giáo thương nó đâm nó chổi lên đó. À, những người này rất là ớn, mà người này bị giết không phải là do ngẫu nhiên, mà là cái người thần hồi nãy á họ ra tay đó. Thì sau cái lời nói đó thì bác cũng bán tín bán nghi. Tại vì bản thân bác còn trẻ, chuyện ma quỷ thì bác tin, chứ còn thần xuất hiện thì hầu như khó thấy. Lúc này bác còn trẻ lắm, bác chưa có hiểu nhiều, thì trong lòng bác cũng không có tin lắm. Mà mình sẵn cái dịp này mà mình mới biết được là cái lịch sử của cái vị tướng đó. Thì vị tướng là một cái người mà những người này ta thờ. Thì ông này là một cái người không phải là nổi tiếng trong Tam Quốc hay là bất cứ một cái sách vở nào của người người Hoa ngày xưa. Nhưng mà ổng là một cái người có một cái trận đánh rất là đặc biệt. Ổng có 5.000 quân mà ổng đánh 10 vạn quân của mà Độc Quyết. Đó, khi mà 10 vạn quân này tấn công mà dồn mà ổng về một cái thế chân cùng là lên cái ngọn núi. Tôi đang nói về cái tượng thần đó. Thì ổng đưa 5.000 quân lên đỉnh núi. Thì ở đây bị thiếu quân lương. Các bạn biết trong binh pháp, trong trận đánh, quân lương là quan trọng nhất. Quân một ngày không thể nào thiếu ăn, thiếu uống. Tại vì sức người ta đánh giặc mà. Thì không biết cách nào. Thì lúc này cái ông tướng này, ông phát hiện ra cái vùng núi này có những cái củ. Những củ này rất là bự. Mà hồi xưa lúc cơ hàng ở quê nhà đó. Thì ông tướng này là ông trốn gia đình đi bằng cửa sau. Đi ra ngoài để mà tòng quân đánh giặc. Thì quá trình tốn trốn cửa sau đi ra đó thì ông gặp một cái vị sư. Thì vị sư này cho ông một cái củ khoai và nói ông rằng là củ khoai này sau này sẽ cứu mạng và làm nên danh lợi cho con. Có thể bây giờ là một củ khoai thường mà con chưa từng thấy, nhưng nếu lột vỏ ra con sẽ ăn được. Đó, câu chuyện thần thoại là vậy. Thì khi ông nhìn thấy cái củ đó, ông nhớ cái vị sư ngày xưa. Ông mới cho quân đào hết tất cả những củ đó lên, rửa và luộc. Thì sau đó là ăn được, rất là ngon và cứu được cho 5.000 quân này và cầm cự được một thời gian rất là dài. Và sau đó là 10 vạn quân Đột Quyết đánh không lại và lui binh. Ông trở thành một trong những vị tướng, đại tướng thời đó. Nhưng mà tuổi thọ ông này không cao, không cao. Sau trận đánh lẫy lần đó về thì ông mới ra một cái quyết định là ông cho sản sinh cái loại khoai này ở nhiều vùng khác nhau. Thì ở những vùng khác mỗi khi trồng cái khoai này xuống
thì nó hút được cái linh khí, sau đó thì mỗi loại khoai nó tạo ra được một cái chức để mà chữa bệnh cho người dùng đó. Thì sau này được cống nạp vô triều đình, thì cái ngày mà cống nạp triều đình là ngày ổng mất, cho nên là vua mới nhân dịp đó mới đặt tên ổng á là Dược Đà Sư đó. Dược á, Dược Đà, dược có nghĩa là cái thuốc, cái khoai nó trị bệnh được. Đà giống như qua đà tái thế vậy đó. Còn sư là tưởng nhớ cái vị sư năm xưa đã cho ổng cái tín hiệu về cái khoai này. Nhưng mà tượng đúc là đúc hình ổng. À, tại sao người ta lại để ổng ở đằng sau cửa nhà? Là vì cái vị này khi mất đi, muốn người đời tưởng nhớ về cái con đường mà mình đi thành công là phải đi ra cửa sau đó, và gọi là cửa hậu. Và trong các trận đánh của ổng, ổng rất là thích đánh cửa sau. Và mỗi lần đánh cửa sau là mình phục kích thì ổng luôn thắng. Đánh trực diện thì ổng thua, không đi ra cửa sau ổng đánh. Thì nhiều người cũng đem ổng làm thành tượng bỏ trong miếu, thì miếu không có linh. Và nhiều người thời xưa ta nói là khi mà làm vậy đó, họ sấm chớp dữ lắm. Nhiều người ta nói là làm vậy đó thì chừng 2-3 bữa sau tượng tự động đi ra ngoài sau miếu. Tượng đá mà tự động đi ra ngoài sau miếu chứ không có chịu đi vô trong nhà. Cho nên từ đó về sau, những cái người thuộc cái tộc người này khi mà thờ cái vị đó thì lập tức làm tượng để phía sau. Thì lúc này các bạn nghe câu chuyện cũng thấy hay, mà bác thầy Ba Minh thì nghe cho biết. Thì sau đó là cái người trong nhà mà bị cái tượng bị đập tập nát đầu hết rồi, tượng đá mà, mới ra mới đem khoai đem trái cây ra cúng, mới nói rằng là gia đình dòng họ tụi con tới đây lập nghiệp từ 3-4 đời, nay không bảo vệ được tượng là một tội lớn đó. Thì biết ngài cũng xuống để mà trừng trị cái người mà phá ngài. Thôi thì bây giờ cho tụi con mạn phép, tại vì cái đầu của ngài bị nó phá như vậy đó thì không thể nào mà chỉnh sửa lại như trước được. Thôi thì cho tụi con gỡ luôn phần còn lại đem vô nhà cất, chứ không dám chôn, không dám bỏ. Giờ một người nghệ nhân khác đúc hình tượng của ngài đẹp hơn để ở chỗ này, mong ngài có thể mà giáng trần phù hộ cho tụi con hưng thịnh thêm nhiều năm nữa. Thì khi đó đến đây thì mọi người cúng kiến xong thì giải tán. Thì hôm sau một chuyện rất là lạ các bạn. Cái tượng nó trở lại bình thường, cái đầu không hề bị nát, không hề bị nát mà liền với thân, như chưa hề có chuyện gì xảy ra, chỉ trong một đêm. Sau đó những cái người dùng nó không có thấy cho nên nó quá linh, họ bắt đầu mới tới đi ngang thắp nén ngang. Dần dần cái nhà này đó, sau này nó trở thành một cái nhà thờ ở cái vùng đó. Thì thầy Ba Minh và bác lúc này mới cảm thấy trên đời này còn nhiều những câu chuyện lạ. Thấy không? Thầy Ba Minh là một người thầy pháp rất là dữ, giỏi, nhìn thấy rất nhiều thứ. Nhưng đó là lần đầu tiên thầy thấy thần hiển linh. Thần hiển linh mức độ như vậy. Và bác cũng nhìn thấy cảnh đó mà đến giờ không dám không tin. Thì hôm nay là bạn thấy, từng kể bạn nghe một câu chuyện hiểu rằng thần cũng có uy nghiêm của thần. Do người đời không thấy thần thánh xuất hiện, chỉ thấy ma quỷ tồn tại, không có thấy thần thánh xuất hiện, cho nên nghĩ rằng thần không có tồn tại, trêu ghẹo, coi thường. Cho đến khi mà đụng chuyện rồi thì mới tin thì đã muộn. Như cái thằng Du Đảng nó chết rồi lấy gì nó tin, bị dẫn đi rồi lấy gì tin đó. Cho nên có những cái trên đời này đôi khi nhìn thấy thì người ta mới tin, nhưng có những cái về tâm linh phải để nó ở trong tim. Có những người người ta tạo ra những chiến công hiển hách mà mình đâu có biết, ờ không? Thì đó là câu chuyện mà Tân kể bạn nghe ngày hôm nay từ bác. Các bạn thấy như thế nào cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích thì nhớ like, share, subscribe để kênh YouTube của Tân ngày càng lớn mạnh hơn nữa nha. Bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện ma của 5 giờ chiều mai. Bye bye.